Trái ngược với nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp đã trải qua mùa hè nắng nóng với mức nhiệt cao kỷ lục. Chưa kể đến việc cháy rừng, thiếu nước đang ở mức báo động, thì mới đây tại Mỹ bất ngờ xảy ra hiện tượng thời tiết bất thường. Trong ngày 5 tháng 8, công viên quốc gia Jet Valley đã gây nên một trận lũ quét khiến cho gần 1.000 người bị mắc kẹt tại chỗ. Đó là thực tế đang diễn ra tại châu Âu, đặc biệt là Mỹ, trong ngày 5 tháng 8 đã gây ra trận lũ quét tại vườn quốc gia thung lũng chết, khiến hàng trăm chiếc xe hơi bị cuốn trôi và gần 1.000 du khách và nhân viên bị mắc kẹt. Lượng mưa trong một buổi sáng ước tính gần bằng lượng mưa cả năm tại khu vực, vốn nổi tiếng, nóng và khô ở California. Tại khu vực Furnace Creek, lượng mưa đo được là vào khoảng 4,3 cm, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm tại vườn quốc gia là 4,8 cm. Những người quản lý công viên cho biết khoảng 60 ô tô của du khách tham quan và nhân viên của công viên đã bị ngập trong những đống đổ nát dày hàng chục cm ở khu vực khách sạn The Inn at Dead Valley, gần công viên Dead Valley thuộc vùng Furnace Creek. Nước lũ cũng khiến rác thải trôi vào những ô tô đang đổ, xô đẩy các phương tiện vào nhau, làm ngập nhiều phương tiện khác, phòng khách sạn cũng như cơ sở kinh doanh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng khoảng 500 du khách và 500 nhân viên của công viên trên – không thể rời khỏi nơi này vì mọi tuyến đường ra vào Death Valley đã bị đóng cửa. John Solin, nhiếp ảnh gia tại Arizona cho biết, cơn mưa bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Anh đã chứng kiến cảnh lũ lụt khi ngồi trên một tảng đá trên sườn đồi và cố gắng chụp ảnh xét khi cơn mưa lớn tới gần. Anh nói, toàn bộ cây cối và đá đều bị quét trôi, âm thanh khi một số tảng đá lăn xuống núi thật khó tin. Sterling cho biết anh mất khoảng 6 giờ để đi quãng đường khoảng 56 km từ khách sạn Inn at Death Valley ra khỏi công viên. Theo tuyên bố của Death Valley, nước lũ đã đẩy các thùng chứa rác vào khu vực đầu ô tô, khiến các ô tô va đập vào nhau. Ngoài ra phòng khách sạn và văn phòng kinh doanh cũng bị ngập. Tuyên bố cho biết thêm, hệ thống cung cấp nước cho người dân và khu văn phòng của vườn quốc gia cũng ngừng hoạt động do một đường dây bị hư hỏng. Được biết thêm vào hồi tháng 8 năm 2004, lũ lụt cũng đã xảy ra ở công viên Death Valley khiến hai người thiệt mạng và buộc phải phong tỏa mọi tuyến đường ra vào công viên này trong 10 ngày. Rất may trong trận lũ quét này, vẫn chưa ghi nhận thương vong nào về người. Trước những thay đổi bất thường của thời tiết, các bạn có nghĩ rằng bà mẹ thiên nhiên đang thực sự nổi giận trước những tác động tiêu cực từ con người? Hãy để lại bình luận bên dưới để bày tỏ quan điểm của mình các bạn nha!